Tận dụng cơ hội trong thế giới này. Khi xuống thế giới này, chúng ta được ban cho tất cả mọi công cụ, thiết bị cùng những tình huống để chúng ta có thể phát triển và cố gắng vượt qua, chiến thắng được lòng căm ghét phát sinh từ hoàn cảnh hay tình huống đó. Đôi khi chúng ta được đặt trong điều kiện bất lợi để xem chúng ta có thể thương kẻ thù mình không. Nhưng thường thì chúng ta thường thất bại trong việc thương kẻ thù. Có lúc chúng ta thất bại, có lúc chúng ta thành công. Và càng thành công thì dĩ nhiên quả vị của chúng ta trong vũ trụ càng cao. Và chúng ta sẽ được ban cho nhiều cơ hội để làm những việc tốt hơn, hứng thú hơn và có tầm vóc vũ trụ hơn. Chúng ta có thể phát huy nhiều tài năng mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng là mình có được. Chúng ta sẽ được ban cho các vai trò lãnh đạo ở thiên đàng, chẳng hạn như dạy dỗ rất nhiều chúng sinh thiên đàng. Hoặc là chúng ta đến thế giới này trở thành minh sư, những vị thầy tâm linh hay có vai trò đặc biệt nào đó dẫn dắt nhân loại trở về thiên quốc. Bằng không, chúng ta không có được cơ hội này nếu chúng ta buông thả, biếng nhác trong thế giới này. Thời gian duy nhất mà chúng ta được ở trong trường học. Đừng nghĩ rằng quý vị sẽ được ban cho cơ hội và được trở lại nữa. Không hẳn vậy, không luôn như vậy. Những chủng tử DNA mới là cái lưu lại. Những thông tin từ DNA đó, những sự ham muốn, tất cả năng lực của sự ham muốn là thứ lưu lại, là cái đi tái sinh. Không phải linh hồn của quý vị, không phải con người thật của quý vị đi tái sinh. Có quá nhiều linh hồn đang chờ để vào trường học này. Tôi không có chỗ để quý vị ở lại phía sau. Quý vị có thể làm thế, nhưng phải đợi rất lâu. Và trong khi chờ đợi, quý vị đau khổ từ nỗi buồn của chính mình. Tình thương của thiên đàng luôn ở đó, nhưng quý vị cảm thấy hối tiếc về những cơ hội mình đã bỏ lỡ. Quý vị ao ước có thể làm lại và tự hứa sẽ làm tốt hơn. Nhưng khi được cho cơ hội, quý vị lại quên. Vấn đề là vậy. Đó là vì sao đôi khi chúng ta phải trở lại để học lại. Nếu chúng ta thật sự tốt và có đủ phước báo để được cho cơ hội xuống trở lại. Thí dụ, để xuống đây, chúng ta phải trao đổi một cái gì đó. Chẳng hạn như có ai đó có sứ mệnh đi xuống để giúp thế giới. Quý vị xin tham gia và nói, xin cho con tham gia, con sẽ làm bất cứ gì. Con xin hứa, hứa, xin hứa, sẽ không như lần rồi. Không, không, không. Dĩ nhiên, thiên đàng lúc nào cũng rất tin tưởng, họ cho quý vị công việc đó. Nhưng khi xuống đây, thay vì giúp người đó hay đoàn thể đó làm cho thế giới tốt hơn, quý vị lại làm việc khác. Có thể còn chống lại họ bởi vì quý vị quên mất những gì mình đã hứa sau khi sinh ra ở thế giới này. Tất cả chúng ta đều như thế. Tất cả chúng ta. Đó là tại sao Phật phải đến 30 tuổi mới khai ngộ. Chúa Giêsu cũng thế. Không phải mới sinh ra là họ lập tức biết mình là Phật. Mình phải đi cứu thế giới. Họ quên. Nên sẽ có nhiều cơ hội thúc đẩy từ thiên đàng. Như có thảm họa xảy ra, hay có ai đó thúc đẩy quý vị, hay hoàn cảnh nào đó xảy ra khiến quý vị tự nhiên thức tỉnh. Hoặc là có người bạn nào đó xuất hiện, thậm chí có người ăn xin nào đó ngoài đường nhắc nhở quý vị về bản chất vô thường của cuộc đời này. Những người ăn xin ở đây cũng là thiên thần. Đôi khi, sự đau khổ là để thức tỉnh chúng ta. Một số người đến đây để làm việc lớn, một số người đến làm việc nhỏ để có đủ phước báo làm người. Hầu có thể ở trong trường học này và kiếm công đức để tiến hóa xa hơn ở thiên đàng. Và rồi thiên đàng có thể ban cho họ một cơ hội khác để tiến bộ xa hơn.
Master Thanh Hải vô thượng sư khai thị vào ngày 6 tháng 9 năm 1994 tại Hawaii, Hoa Kỳ. Bản tin số 49. Kẻ sát sinh và kẻ bị hại. Vấn: Có người giết những thú vật có cảm xúc, thí dụ như chó, để ăn. Điều gì sẽ xảy ra cho những người hung ác đó? Những ai giết thú vật và các bạn thú vô tội? Sư phụ: Người sát sinh là người thiệt thòi, và những ai bị giết sẽ được hưởng. Vì vậy, chúng ta nên tội nghiệp người sát sinh, không phải người bị sát hại. Thật ra, những ai bị sát hại sẽ được giảm nghiệp quả xấu và sẽ tiến hóa cao hơn. Người giết thật ra đã tự giết chính họ hoặc giết một phần của họ, làm trì hoãn sự tiến hóa của họ. Đôi khi, chúng ta thấy nạn nhân và sát nhân, chúng ta thường thương hại nạn nhân. Nhưng thật ra, kẻ sát nhân mới đáng tội nghiệp. Họ không biết họ sẽ gặp những phiền phức gì. Họ không biết là họ đã tự hại bản thân. Còn những thú vật bị giết, dĩ nhiên sẽ nhận được cùng cách đối xử và công lý từ luật nhân quả, có nghĩa là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Bất cứ làm điều gì, chúng ta sẽ nhận lãnh hậu quả của hành động mình làm. Đó là luật nhân quả. Trích đoạn từ bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 19 tháng 2 năm 1992. Tiền kiếp không hẳn lúc nào cũng tốt. Vấn: Thưa sư phụ, con xin hỏi về hệ thống luân hồi. Chúng ta có thể đầu thai ngược dòng thời gian không? Thí dụ, Albert Einstein có thể đầu thai thành Isaac Newton của 100 năm trước đó không? Sư phụ: Anh muốn nói là trở về tiền kiếp. Anh muốn quay trở về thời gian trước, chẳng hạn thời Einstein, phải không? Đây không phải là một lựa chọn hợp lý và thông minh. Cho dù có chọn lựa đó, tôi sẽ không làm. Cho dù tôi đầu thai ngược thời gian, ví dụ thời vua Càn Long, hoàng đế của Trung Hoa, ông có tất cả quyền lực và cai quản toàn cõi Trung Hoa, nhưng tôi không thích. Vào thời đó, vua chỉ có xe ngựa và rất cực nhọc khó khăn để đi từ nơi này đến nơi kia, mất rất nhiều thời gian. Cung điện của vua không có cửa sổ bằng kính, chỉ có cửa sổ giấy. Dán giấy trắng hoàn toàn u tối. Và dương miệng thì nặng, và dài thì thô nên bước đi khó khăn. Thôi, cảm ơn. Hầu hết linh hồn luôn luôn đi lên, đi tới trước, không đi lùi lại. Nhưng anh có thể, thí dụ, từ hiện tại dùng kỹ thuật nào đó đi ngược về thời xa xưa, nếu anh muốn. Nhưng tôi cảnh cáo, điều đó không phải chuyện tốt để làm. Vì thời xưa không tốt đẹp như được diễn tả trong sách đâu. Phân ngựa rải khắp đường đi, chẳng hạn. Hôi hám, và nhiều con đường không được lát nhựa và gạch, đều là đường đất bùn lầy chẳng hạn. Và trong thời tiết lạnh buốt, họ không có hệ thống sưởi ấm, không có xe hơi. Thời xưa. Và ngay cả những thời cách đây không lâu, khói thải công nghệ khắp nơi, nhiều bệnh tật không thể kềm chế được, nhiều bệnh dịch lan tràn khắp nơi, vân vân. Anh không thể chỉ luôn chọn những điều tốt trong tiền kiếp và tránh được quan hệ mâu sinh hoặc quan hệ song phương của quá khứ. Đầu thai nếu muốn, nhưng hãy đi về tương lai. Tương lai mình có thể viếng thăm. Trong lúc thiền cũng có thể thấy tương lai những gì xảy ra. Chỉ phần nào, không phải tất cả. Như Nostradamus, ông cũng thấy rất nhiều điều trong tương lai và đã cảnh báo nhân loại. Ông đã tiên đoán nhiều điều. Ông thấy trước tương lai 400 năm, 500 năm. Và tiền kiếp, anh không cần phải đầu thai mới biết được. Đôi khi anh cũng có thể thấy trong khi thiền.
Anh có thể thấy mình đã làm gì trong tiền kiếp, hoặc đã ở đâu, và là người như thế nào. Điều đó có. Như vậy, nhiều đồng tu cũng đi trở về tiền kiếp, vô tình hay cố ý. Và họ thấy họ là ai, và tôi là ai, chẳng hạn như vậy. Và đôi khi họ trở về kể cho quý vị nghe trong phần chia sẻ thể nghiệm chẳng hạn. Tôi nói rằng, tôi là vị này, vị kia. Tôi là vua của xứ này, xứ kia. Tôi là minh sư mang tên này, tên kia. Đó là sự tái sinh tạm thời trong lúc thiền. Quý vị có thể đi ngược về quá khứ và đi tới tương lai khi đang ở đây. Nhưng đừng đến đó để ở luôn. Tiền kiếp không hẳn lúc nào cũng đẹp. Lịch sử quá khứ. Nếu không kềm chế được rồi đi ngược quá xa và gặp những con khủng long thì ôi thôi, làm sao đây? Chúng sẽ ngoạm quý vị lên giống như con ruồi và dùng quý vị làm tăm xỉa răng. Ghê quá! Tiền kiếp, lịch sử quá khứ của nhân loại không phải luôn thú vị. Người ta phải bới tìm thức ăn và dùng đá để cắt xẻ. Sống trong lều không luôn thoải mái. Thế anh còn muốn đi ngược về quá khứ không? Dánh, dạ không muốn. Con chỉ muốn biết điều này có thể được không? Sư phụ, có thể được. Nhưng linh hồn không bao giờ làm vậy. Linh hồn không thể hiểu vì sao phải đầu thai vào quá khứ, lịch sử quá khứ của nhân loại. Bởi vì chúng ta bây giờ đã tiến bộ hơn. Trích đoạn lời Master Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng vào ngày 2 tháng 7 năm 2013 tại Pháp.